Thưa quý vị, tỉnh Hậu Giang có gần 5.000 hecta diện tích rừng, trong đó tập trung chủ yếu khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Thời gian qua, nhờ vào việc lắp hệ thống camera quan sát, cảnh báo cháy rừng, nên việc phòng cháy được thuận lợi và đảm bảo hơn, nhất là mùa khô đang đến gần. Với 5 camera được lắp đặt giám sát toàn khu rừng gần 3.000 hecta, thời gian qua, việc phòng chống cháy rừng tại Lung Ngọc Hoàng đã phát huy hiệu quả, vừa phát hiện sớm và hạn chế được số lượt cán bộ đi tuần tra. Hiệu quả bị mình phát hiện sớm lắm. Khi có khói mình phát hiện liền. Ra nó có người dân có đốt, vừa lên khói là mình tới dập ngay, không có xảy ra cháy gì được. Cái thứ hai, cái hiệu quả thứ hai là cái lực lượng để ứng trực hồi trước đây 4 tháp canh này là 8 anh em phải thay phiên. Thì bây giờ thì chỉ cần 2 người ngồi đây được rồi. Nhưng nó sẽ ổn. Sau khi có tín hiệu từ phòng trung tâm, lực lượng ứng trực khi đó sẽ kiểm tra vị trí thực tế để xác định có phải là đám cháy không. Nếu có cháy sẽ thông báo kịp thời cho lãnh đạo đơn vị, điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường ứng cứu. Lực lượng tuần tra thì chia ra là 2 tổ tuần tra. Thì một tổ tuần tra là đi từng trên mặt đất, đi từng giáp trên địa bàn, và một tổ còn ở lại là để là thực hiện công tác phòng cháy. Nếu có sự cố xảy ra, có cháy rừng xảy ra thì cái lực lượng đó sẽ kịp thời sẽ là vận hành máy là tới đến điểm cháy để dập tắt cái ngọn lửa. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang không chỉ được mệnh danh là lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo nhất cả nước hiện nay. Việc lắp đặt các camera giám sát cháy rừng và các hiện tượng bất thường đã phát huy tác dụng góp phần bảo vệ rừng hiệu quả.